Hiện nay trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ có khoảng 2.000 phòng trọ cho thuê, trong đó đa số phòng trọ có diện tích dưới 15m2 nhưng lại được bố trí nấu ăn bằng bếp điện, bếp ga tại phòng. Bên cạnh đó, các khu trọ hầu hết đều có một lối ra vào duy nhất nên tiềm ẩn mất an toàn phòng chống cháy nổ. Hai vợ chồng anh Quý và chị Sơ ở tỉnh Sơn La làm việc tại hai doanh nghiệp ở huyện Yên Mỹ đã được 3 năm. Vợ chồng anh thuê căn phòng rộng 12m2 tại thôn Lưu Thượng, xã Lưu Xá. Mặc dù diện tích không rộng nhưng được bố trí kê một giường, một nhà vệ sinh và cả một bếp ga để đun nấu tại phòng. Thuê căn phòng này là hai vợ chồng 1 triệu, chưa tính tiền nước, tiền sinh hoạt. Ban đêm thì đóng cửa vào thì nó hơi nóng. Tại xã Giai Phạm, Tân Lập, huyện Yên Mỹ, phường Bần Yên Nhân, Nhân Hòa và Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, các phòng trọ giá rẻ thường được bố trí, quy cách và diện tích như nhau. Nhà trọ cao tầng Khánh Linh tại tổ dân phố An Tháp, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào có quy mô 40 phòng, xây cao 5 tầng. Khu nhà này có cửa thoát hiểm phía sau là các ô cửa kính rộng 50 x 50cm. Nhưng chủ nhà trọ lại giữ chìa khóa lối ra vào duy nhất. Bên cạnh đó, chủ nhà trọ vẫn cho đun nấu trong diện tích phòng nhỏ hẹp. Việc hài lòng với phòng trọ như thế này chủ yếu là vì giá thuê thấp. Mỗi phòng dao động từ 700.000 đồng đến 1,2 triệu đồng một tháng. Hầu hết các dãy nhà trọ chỉ được thiết kế duy nhất một lối ra vào, nên nếu xảy ra hỏa hoạn cũng là cản trở rất lớn cho việc thoát hiểm. Một số chính quyền địa phương và chủ nhà trọ cũng đã quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, nhưng chưa triệt để và vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Anh có thể cho biết về vận hành cái hệ thống điện của cái tòa nhà này bao gồm những cái thiết bị mà liên quan đến việc sử dụng chung, thì ở đây ai sẽ là người chịu trách nhiệm mà thường xuyên bảo dưỡng và vận hành cái hệ thống điện này? Tôi là người chịu trách nhiệm hết, tôi trông coi và tôi vận hành hết. Chúng tôi là phải dạy các cháu về công tác phòng chống cháy nổ, là phải bảo đảm từ cái đi ra ngoài là phải ngắt các cái nguồn điện, kiểm tra bếp từ trước khi đi làm là phải rút hết điện ra để bảo an toàn, dùng ga đi phải khóa van an toàn. Xã cũng đã rà soát những hộ kinh doanh và kết hợp với nhà trọ, đã hướng dẫn lập các cái biên bản đối với các chủ nhà trọ là giao cái thời gian cái chủ nhà trọ thì phải khắc phục, mua một số các cái cơ sở vật chất đảm bảo về phòng cháy và xây dựng các cái phương án, các cái nội quy về phòng cháy chữa cháy để cho các cái cháu nhà trọ đến lưu trú trên địa bàn để thực hiện về cái công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy một cách đảm bảo an toàn. Trong quá trình phát triển công nghiệp đô thị mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ thu hút hàng trăm nghìn người đến làm việc, thuê trọ. Vì vậy, việc đảm bảo nơi ở cho những lao động nhập cư, nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, phòng chống cháy nổ cho họ cũng như cộng đồng dân cư xung quanh là hết sức quan trọng, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra như trường hợp cháy chung cư mini ở Hà Nội.